Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại khu nhà ở Tân Long 1. Khu nhà ở Tân Long 1 tọa lạc tại trung tâm phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trên màn hình của các bạn nhìn rất rõ, xung quanh khu nhà ở Tân Long 1 ấy là tất cả là có đâu đó khoảng 19 đến 20 nhà máy xí nghiệp với hàng chục ngàn công nhân. Chúng tôi đang đứng ở block số 5. Phía trước mặt của các bạn đấy là block số 6 và block số 7. Thì theo như quan sát rất là rõ, block số 6 và số 7 thì gần như là đã được phủ kín, tất cả các diện tích đất đã được phủ kín, nhà ở dân đã ở kín các bạn nhé. Dân đã ở kín rồi ạ. Đây, khu nhà ở Tân Long 1 thì 100% tất cả những cái lô đất đã có sổ hồng. Vâng, đã ký công chứng chuyển nhượng và có sổ hồng rồi các bạn nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang còn một lô duy nhất. Một lô duy nhất đã có sổ hồng. Tổng giá bán là 950 triệu các bạn nhé. 950 triệu. Đây, lô đất phía trước mặt các bạn. Chiều sâu là 15m và mặt tiền là 5m. Diện tích sử dụng 75m. Vỉa hè 3m. Lối thoát hiểm 2m phía sau các bạn nhé. Và đường rộng 7m. Đây ạ, đường nhựa rộng 7m. Vỉa hè 3m. Lối thoát hiểm 2m. Tổng diện tích sử dụng 75m2 và tổng giá bán là 950 triệu. 950 triệu đã bao gồm tất cả các chi phí như chi phí chuyển nhượng, chi phí làm sổ và tất cả mọi phí khác các bạn nhé. Bao sổ.